xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến nơi để chúng ta tìm một chỗ ngồi hợp lý để chương trình văn nghệ chúng tôi xin phép được bắt đầu ạ. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban lãnh đạo nhà hàng Tây Bắc thành phố Lạng Sơn, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý khách, những yêu quý. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt tập thể câu lạc bộ Điếc Khi Thơ xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hòa chung với không khí chào xuân năm mới trên khắp mọi miền tổ quốc, hôm nay câu lạc bộ Điếc Khi Thơ hân hạnh được giới thiệu hát phục vụ quý khách một số tác phẩm nghệ thuật góp phần gìn giữ sắc màu văn hóa dân tộc. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức các tác phẩm làm đắm say bao du khách ghé thăm Lạng Sơn. Mở đầu chương trình là bài than câu thân chào xuân soạn lời nghệ nhân nhân dân Mai Vê, qua sự thể hiện của tổng thể câu lạc bộ Điếc Khi Thơ. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
nhiều.